Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tin về vật thể được gọi là Xá Lợi Tóc Đức Phật trưng bày tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa qua khiến dư luận sục sôi bởi sự kiện này mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, mua thần bán thánh. Trước những diễn biến phức tạp từ dư luận trong và ngoài nước, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị xác định nguồn gốc xá lợi. Thông tin trên được đại diện vụ Đông Nam Á, Nam Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao cho biết tại cuộc họp với các ngành chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc rước và trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Theo đó, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar về việc xác định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật do Thượng tọa Sajada Uwelpula, trụ trì chùa Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami mang tới trưng bày tại chùa Ba Vàng. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị làm rõ công tác quản lý của nhà nước và Phật giáo Myanmar đối với hiện vật này. Trước đó, tại buổi họp với nhiều cơ quan chức năng liên quan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động trong toàn giáo hội, đảm bảo đúng chính pháp của Đức Phật, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước, xem xét những hoạt động của chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thời gian qua, nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo hiến chương và quy chế của giáo hội, không để ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là ở các cơ sở, khẩn trương triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Có thông tin thông cáo báo chí chính thức trên các phương tiện truyền thông về sự việc liên quan đến xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng và xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật tại chùa Ba Vàng và xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vụ việc. Căn cứ thẩm định của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar về nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật để đề xuất các biện pháp xử lý đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Trong một diễn biến liên quan, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ra số liệu đáng chú ý, đó là theo sự đo quét của Bộ, trong một tuần có 259 tin bài viết về sự việc này, trong đó có tin tiêu cực trên 41%, tin trung lập trên 39%, tin tích cực trên 19%. Hoạt động tôn giáo cần phải gắn bó với Tổ quốc, tránh gây tranh cãi, gây ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người. Hành vi nào vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm túc, không có ngoại lệ. Bà Đặng Thị Phương Thảo nêu rõ, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo khẳng định hoạt động của chùa Ba Vàng là chưa đúng quy định, đồng thời dẫn chứng lại những bê bối tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, hoạt động trưng bày vật thể được gọi là Xá Lợi Tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng là hoạt động triển lãm vi phạm Nghị định 23/2019 NĐ-CP về hoạt động triển lãm. Hoạt động này chưa đáp ứng đúng quy định về chủ thể, thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Bà cho biết tỉnh sẽ sớm đưa ra xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định. Có thể thấy quan điểm từ trung ương tới địa phương nơi chùa Ba Vàng đóng chân đều khẳng định hoạt động rước và trưng xá lợi của tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng là chưa đúng quy định. Như vậy là nhân dân nói đúng, dư luận phản ánh đúng. Những thông tin về cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật cũng đã được chùa Ba Vàng gỡ bỏ khỏi trang web và các nền tảng mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc không ai đưa tin sai sự thật, vu khống hay xúc phạm uy tín chùa Ba Vàng như báo cáo của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Sự thật đã được chứng minh và như Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại Đức trụ trì chùa Ba Vàng đã sám hối trước Chư Tôn Đức, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp nhận lời sám hối của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Thời gian qua, câu chuyện nhiều người đã đổ về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh để chiêm bái xá lợi của tóc Đức Phật hơn 2.600 năm tuổi, được lưu giữ hàng ngàn năm tại Myanmar đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và nhanh chóng dấy lên nhiều tranh cãi. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, một số thông tin xung quanh câu chuyện xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng có dấu hiệu mê tín dị đoan.
Ban đầu, Phật giáo là hệ thống tư tưởng hướng con người đến việc tự tu sửa bản thân để mỗi cá nhân nhận ra bản chất của nỗi khổ đau trong cuộc sống. Từ đó họ sẽ ý thức hơn trong việc gia giảm những cái tham sân si và buông xả những vướng mắc để cuộc sống trở nên hạnh phúc và thanh thản nội tâm theo quan điểm của Phật giáo. Phật giáo Nguyên Thủy vốn là một hệ thống tư tưởng, sau này có thêm vào những yếu tố văn hóa thì trở thành một hệ thống tôn giáo. Trước hết, cần phải hình dung rằng xá lợi Phật là một thứ rất bình thường trong môi trường tu tập của Phật giáo. Đó là phần vô cơ không thể tiêu hủy được trong quá trình viên tịch của các vị sư. Thông qua sự kiện tại Chùa Ba Vàng, câu chuyện cần được nhìn ở đây là xá lợi giống như một biểu tượng cho thái độ tu tập nghiêm chỉnh của những người tu hành. Vì vậy, nó là một ước vọng hướng đến chứ không phải một thứ thần thánh hay thứ làm cho con người đang đau khổ sẽ trở nên hạnh phúc ngay được. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, Phật tại tâm, tức mỗi người phải xem tâm của mình đã hướng đến điều chân thiện mỹ chưa, chứ không phải lấy một cái biểu tượng hay là một ngôi đền nào đó để tự cho rằng nó có thể cứu vớt cuộc sống của mình. Vì thế, chuyện cả hàng chục nghìn tín đồ đổ về Chùa Ba Vàng chỉ vì mục đích để chiêm ngưỡng hay để thần thánh hóa xá lợi tóc Đức Phật là không nên và có dấu hiệu của mê tín dị đoan. Ông Hương Giang nêu quan điểm, bất kỳ một sự lợi dụng tôn giáo nào để trục lợi đều là hành vi đáng lên án và đáng phê phán. Bởi vì Phật giáo muốn con người thoát tục là bớt đi tính tham sân si, nhưng lại đem một biểu tượng của Phật giáo ra để làm con người tham hơn, sân si hơn, thì đã đi ngược lại mục đích tối thượng của Phật giáo. Việc một tín đồ hướng về Phật giáo với nhiều hình thức khác nhau như chiêm bái, tự tu tập ở nhà, hoặc người ta có thể ngưỡng vọng và thực hành về một tư tưởng của Phật giáo để sống tốt đời đẹp đạo, thì đó mới chính là cốt lõi mà Đạo Phật muốn phổ biến cho tất cả mọi người. Vấn đề xem một hình thức nào đó của Phật giáo như xá lợi, đúc chuông, đúc tượng trở thành một yếu tố thần bí khiến cho con người ta bị mê si, đổ dồn của cải vào chỉ vì mục đích này thì đó không phải là câu chuyện tôn giáo nói chung và càng không phải là Phật giáo. Phật giáo không dạy con người ta lấy tham sân si này để góp vào cái tham sân si khác. Nhiều người đến với Phật giáo nói chung là đến với thiết chế Phật giáo đình chùa miếu để cầu tài, cầu an hay cầu vinh hoa phú quý thì điều này hoàn toàn đi ngược với Phật giáo bởi vì Phật giáo không cho con người ta tiền tài địa vị. Phật giáo chỉ cho con người ta con đường để nhận ra cái đau khổ xung quanh, đau khổ trong chính bản thân mình để từ đó tự biết cách thoát ra. Đó mới là cốt lõi tư tưởng của Phật giáo. Trở lại câu chuyện Chùa Ba Vàng, là người quan sát về mặt truyền thông và báo chí, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng không phải đến bây giờ Chùa Ba Vàng này mới là hiện tượng khiến dư luận xã hội trở nên xáo trộn. Trước đó rất nhiều lùm xùm liên quan đến tên của Chùa Ba Vàng. Đứng ở góc độ quản lý, theo ông Hương Giang, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo ở các địa phương cần phải có một hoạt động tuyên truyền cho người dân hiểu vai trò của tư tưởng Phật giáo trong đời sống hiện đại và giá trị của tư tưởng Phật giáo nó dừng lại ở mức độ nào. Những vị trụ trì và hòa thượng của những ngôi chùa có tác động đến đời sống người dân thì cần phải định hướng cho những đệ tử Phật giáo tuyên truyền đến người dân đến với chùa về giá trị cốt lõi trong tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy. Đồng thời, những vị sư trụ trì thông qua giác ngộ ở góc độ Phật giáo có thể dạy con người ta tu tỉnh và trở nên nhận thức sâu sắc hơn những rắc rối và bế tắc trong cuộc sống của họ. Ban trị sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải tuyển chọn những vị đại đức hoặc những vị sư trụ trì phải là người vừa có kiến thức về Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng đồng thời cũng phải là người không có tư lợi về bất cứ mọi hoạt động chức sắc hay tiền tài gì thì lúc đó mới trả lại giá trị nguyên sơ của Phật giáo cũng như địa phương có ngôi chùa đó. Ngoài ra, người dân bây giờ thuận tiện hơn khi có sự hỗ trợ của các công cụ truyền thông báo chí. Vì thế mà mỗi người dân cần phải tự thanh lọc mình bằng việc hiểu đúng và hiểu thấu về tư tưởng Phật giáo là gì. Cần có sự chung tay vào cuộc của cả cơ quan chức năng và người dân trong việc phát hiện ra những ngôi chùa hay hành vi của những vị thiền sư, trụ trì có dấu hiệu lệch chuẩn về tôn giáo, về đời sống văn hóa để lên án, thậm chí có những chế tài để phạt những người đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!